Dạ thưa sư, con có một thắc mắc mong sư giải đáp. Đó là về sự luân hồi. Ví dụ như làm sao có thể biết một vị chư thiên. Đó sư nói rồi, nhớ nha, chư thiên là nhiều vị, còn một vị thì không có gọi chư. Một vị thiên, còn chư thiên là không có một vị. Một vị thiên sau khi chết, sau khi hết phước đọa địa ngục, làm sao để biết một vị thiên sau khi hết phước có bị đọa địa ngục hay là đi qua cõi người, hoặc một vị ở địa ngục thì có thể lên thẳng cõi chư thiên hay phải theo thứ tự? Xin thưa là một vị trời á, hoàn toàn có thể rớt thẳng xuống địa ngục mà không cần qua cõi người. Ở trong kinh tương ưng chư thiên á, thì có vị thiên tử thì đang chơi vậy đó, tự nhiên thấy 500 bà vợ của mình đâu mất tiêu rồi, thì mới xem, thì bằng thiên nhãn vị này mới thấy là 500 bà vợ mình chui thẳng xuống địa ngục, và vị này nhìn mình thì thấy là mình cũng chuẩn bị đi xuống địa ngục luôn, thì mới đi thẳng đến Thế Tôn và thưa với Thế Tôn để xin cầu cứu. Và Thế Tôn đã thuyết pháp và vị này chứng sơ quả, từ đó là không có phải rơi vào khổ cảnh nữa. Rồi trường hợp thứ hai á, là bà Manlika, thì khi mà bà tạo ác nghiệp thì do ác nghiệp đó thì bà cũng đi xuống địa ngục, nhưng do đồng thời bà cũng tạo rất nhiều thiện nghiệp, cho nên là bà sau khi hết tuổi thọ địa ngục, bà đi thẳng lên cõi trời luôn, chứ không có thông qua cõi nhân loại hoặc là cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ thì không có. Cho nên là cái dòng luân hồi thì mình không cần phải đi tuần tự ha. Nhưng mà nó còn tùy phước nữa, chứ còn phước mình ít quá thì nó khó mà đi thẳng được vậy lắm. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.